chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay những cơn mưa nhỏ, mưa phùn ở phía Đông Bắc Bộ đã được giảm bớt, tiết trời tạnh ráo hơn. Còn ở phía Tây Bắc Bộ thì trời nắng ráo, thậm chí đã xuất hiện một vài điểm nắng nóng. Đó là do vùng thấp nóng phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông. Dưới tác động của hoàn lưu vùng thấp phía Tây thì ngày mai miền Bắc sẽ chuyển nắng, nhiệt độ tăng lên, phổ biến từ 25 đến 28 độ, có nơi cao hơn ở phía Đông và dao động xung quanh ngưỡng 30 đến 33 độ ở phía Tây. Riêng khu vực Mường La, Mường Lay, Mường Tè và Hòa Bình sẽ là những nơi xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao trên 35 độ. Theo dự báo, từ ngày 30 tháng 3 thì nắng nóng sẽ xuất hiện trên diện rộng ở Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ và cục bộ ở Đông Bắc Bộ. Như tại thủ đô Hà Nội trong ngày 31 tháng 3 và ngày 1 tháng 4 thì có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động ở ngưỡng là 35 đến 36 độ. Đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm nay nên quý vị chú ý có kế hoạch sinh hoạt cho phù hợp để đảm bảo sức khỏe. Vùng áp thấp phía Tây chưa đủ mạnh để tác động tới khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Tuy nhiên, trong 24 giờ tới, các tỉnh phía Nam vẫn chịu sự chi phối của khối khí biển ổn định. Vì thế mà tại đây phổ biến trạng thái ít mưa, ngày nắng nhiều. Nhiệt độ trên các khu vực vẫn ở mức khá cao. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ là từ 31 đến 34 độ, còn ở Nam Bộ nhiệt cao hơn, phổ biến là 33 cho tới 36 độ. Trên biển, ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió chuyển hướng Đông Nam với cường độ ở mức cấp 4. Khu vực phía Nam của Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió hướng Đông Bắc đến Đông, cấp 3, cấp 4. Và cả hai khu vực này thì đều không có mưa dông, tầm nhìn xa trên 10 km. Như vậy, từ ngày mai thì nắng nóng sẽ dần xuất hiện ở các tỉnh Bắc và Trung Bộ và còn gia tăng trong những ngày tới. Đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm nay nên quý vị chú ý để đảm bảo sức khỏe. Đến đây, bản tin thời tiết 19 giờ ngày 28 tháng 3 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC sẽ được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.